mình sẽ giới thiệu với các bạn cái loại mai ghép gốc nhớt nha các bạn. Và các bạn coi mai ghép nhớt và gốc nhớt và mai ghép gốc thường, coi gốc nhớt thì gốc thường gốc nào nó có giá trị hơn nha các bạn. Và giá trị chỗ nào nha các bạn. Cái loại gốc nhớt mình ghép bao lâu nó mới lớn, mà trồng được bao lâu nó mới ra nha các bạn. Và nó khác cái gốc thường ở chỗ nào nha các bạn nha. Trước mặt các bạn đây là cái chậu này, là cái chậu mai ghép gốc nhớt này các bạn. Cây này nó không có lớn đâu, nhỏ thôi. Bạn coi nó nè. Đây là cái gốc mai gốc nhớt này các bạn. Các bạn có để thấy cái củ nó không? Đây nè. Để thấy cái củ này không? Nó khác bình thường không? Đây. Lợi ích của việc mai cái gốc nhớt này các bạn. Đây. Đây các bạn ha. Đây. Gốc này là gốc nhớt nha các bạn. Các bạn có gốc nhớt nó phù cái củ ra nè. Ghép lâu ngày nó phụ cũ, người ta ghép là ghép trên đây nè các bạn, bo nằm đây nè, trên này nè các bạn. Lâu ngày là mình không biết lý do tại sao, nhưng mà cái loại đúng gốc mai cái gốc nhớt đàng hoàng là nó sẽ phù ra vậy nha các bạn nha. Mà các bạn nuôi được cái gốc mai nó lớn cái này, coi cái nhánh nó lớn, người ta cái mình tí, lớn người ta cái mình tí cũng tương đối lớn nha. Gốc này là nó khoảng 7 năm rồi nha các bạn, chứ không phải mau nha, 7 năm có rồi đó, mới được bay lớn là nó lâu lớn lắm chứ không phải là mau đâu, cực kỳ lâu lớn. Cái loại gốc nhớt là 100 gốc là hết 99 gốc và nó có củ nha các bạn, cũng vậy nè, và nó giá trị hơn cái gốc gốc ghép bình thường rất nhiều nha. Đây chỗ này nha, cái loại gốc nhớt mà các bạn mới ghép mà lúc như bằng đầu đũa ăn các bạn ghép á thì nó mau chơi lắm, mà thân nó lên suông nó đẹp nữa. Nhưng mà khi các bạn mà nuôi được mà tới lớn cỡ như thế này thì rất là lâu nha, chứ phải mau nha. Nó hồi mới đầu thì vô bạn thấy nó mau có bông lên nó đẹp hơn, ra thân nó liền thân á. Nhưng mà cái nuôi để mà có được cái củ to cỡ này á cũng phải từ 5-6 năm nó mới có, chứ 3-4 năm nó có chứ xíu thôi. Ở dưới này mình cũng ăn củ khoảng 3-4 năm này các bạn, nó không nhiều. Để cho các bạn coi gốc củ 3-4 năm này. Đây nè. Đây đây. Cái này củ nó không có lớn nha. Thấy không? Cái này 4 năm, 3 năm mấy. Mà loại cây này nó củ nó không ra được, như người ta nó cũng phù mà nó không phù nhiều nè các bạn. Thấy không? Dép đây này, cái bòi mắt dép còn nè. Thấy chưa, ta ghép từ mặt bát này lên chút xíu, không nhiều tí. Thì gốc này là theo mình thấy là nó khoảng 4 năm, 4 năm ngoài rồi. Cà mai này hồi trước mình cũng mua của người ta về chứ không phải là của mình nha, mua người ta về lâu rồi. Nói chung là mua về bán Tết mà nó còn lại, chứ nó còn lại không có nhiều mấy gốc thôi. Nhưng mà được cái gốc nhớ các bạn lên coi, nó thân nó liền thân nè. Thấy không? Các bạn coi nó liền thân lên nè, nhìn y như một gốc mai thiệt, chứ không phải gốc mai ghép mà nó có bơ có tì nhìn thấy rõ nha. Mai ghép gốc thường là nhìn thấy cái bò này mình, cái tì này mình thấy rõ lắm, nhìn lên không có đẹp. Mấy gốc mai này lên cái thân cũng đẹp, kiểu sao mà dưới thì có củ, trên thân suông, cây trên cũng vậy nè các bạn coi nè, thấy không, ở dưới cũng có củ nè, thấy không, nhưng mà lên trên thân cũng đi một đường lên y như là một cái gốc mai, nói chung là giống như củ sứ, giống như cây sứ nè, thấy không, rất là đẹp nha các bạn nha. Bộ đế nó cũng rất đẹp nha, chứ phải không đẹp nha. Lên mình trồng nổi thì từ xưa cái chậu nó nằm ngang qua vậy nè, mình sửa mình thay chậu lần cho nó nằm nghiêng, cho nó đứng cái gốc này lại chút xíu, cho nên bộ rễ này bên đây nó hơi lòi ra nè, nó hơi dư lên tí. Đây còn đây là cái gốc mai mà ghép gốc thường nè các bạn, để các bạn coi bộ rễ đẹp không. Đây gốc thường nè, đây ghép gốc thường nè, đây các bạn coi gốc thường nó nhờ được cái bộ rễ nè. Cái này là ở dưới đất mình lại moi gốc lớn sẵn đó các bạn. Mà nói gốc này lớn dưới đất, mà gốc này cũng dạng gốc chai à, ghép cũng lâu chứ không phải mới đây đâu nha. Gốc này ghép cũng được 4 năm có rồi chứ không phải mới đây nha. Cũng năm 4 năm ngoài hồi xưa nè các bạn, dưới đất nè. Moi lên nó thường thường dưới đất, moi lên nó có bộ rễ đẹp hơn ta nè, bộ đế nè. Đó. Chỗ này nè. Đây. Nhìn thấy rõ hơn nè. Nhìn các bạn nhìn kỹ cái nhược của nó nè. Điểm của nó nè. Đây các bạn coi cái nhược nó có cái tì nè, ngoài đây khó thấy quá ta. Cái tì này nó hẹn qua nè. Một thấy cái bành ra cái. Đây. Các bạn coi có như cái cùi chỏ này thấy không? Như cùi chỏ mà ngay trên đầu này nó có một cái vết cắt này các bạn. Vết cắt để ghép hồi xưa cắt ngang nè. Cắt ngang là người ta ghép tháp bo vô đó, tháp này tháp đọt vô nè nghe, chứ không phải tháp bo da, không phải ghép da nghe, ghép đọt nghe.
à, cái vết cắt hồi xưa nè các bạn, à, đây các bạn thấy vết cắt xưa nè, thấy chưa? Đó, nó còn lại nè, và qua ghép nằm dưới nè, nằm dưới mà nó nẻo, sao nó mọc sao mà nẻo, nó đi qua bên kia luôn. Nói chung là cái đám mai nhỏ mình nhanh đi, đây là hồi xưa là mình mua không nghe, lúc trước mình mua về mình bán, nói chung Tết là mình hay đi mua mấy cái mai nhỏ nhỏ này về mình bán nha, bán không hết mình mới chăm sóc nha. Năm nay bán hết rồi, còn lại có 2-3 chậu à, không có nhiều, 2-3 chậu để dành chơi mà giá nó cũng không có rẻ nha các bạn. Cái này được khoảng 4-5 năm rồi, cái thân nó mới bự ngang ngửa với thân chính này các bạn, cái nó bự ghê lắm chứ không nhỏ đâu nha, lớn hơn ngón tay mình nhiều, ngón chân cái rồi nè, khúc trên không các bạn thấy là ngón tay cái mình nè, hơn ngón tay cái nè ha. Cái ưu điểm của gốc nhớt là các bạn nuôi càng ngày phụ cái cũ á, nó phù ra, còn thằng này thì không có cũ, các bạn nuôi hoài thân nó về nó chỉ được bộ đế thôi. Mai này chỉ ghép được một là gốc lớn, hai là được cái gốc lớn sẵn, hai là bộ đế. Mà cái mai này mà ghép ra đem ra chợ bán rất là mau nha, trong vòng 1 năm nha, đầu năm các bạn ghép và cuối năm các bạn bán được rồi nè, nếu mà ghép gốc thường vậy nè đó. Còn gốc nhớt á, đây là các bạn, em còn hết cái gốc nhớt lại nha. Còn cái gốc nhớt thì các bạn ghép là lúc mà cái nhánh nó mới các bạn đầu đũa, đây coi có nhánh nào bằng đầu đũa không ta, cái bằng cái đầu đũa ăn á, đây nè, cỡ này tính ví dụ thôi nha các bạn, ví dụ nha, bằng đầu đũa cỡ này các bạn ghép, bằng nhánh này đi các bạn ghép, các bạn ghép để mà nó đầu năm các bạn ghép thì cuối năm nó cũng có bông rồi, mà nó nhỏ 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 chứ không có nhiều đâu nha. Nếu mà các bạn muốn đem được ra tới chợ bán á, mà gốc nhớt mà đem ra tới chợ bán mà có giá trị đàng hoàng là khoảng 3 năm không dưới nha, từ hồi ghép tới hồi bán là khoảng 3 năm trong ra chợ nó mới có giá trị, chứ còn nếu mà để bình thường những nhỏ xíu bán cũng không có giá trị đâu. Các bạn thường thường bán gốc nhớt mà nhỏ 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 người ta bán có mấy chục ngàn gốc à, mấy chục ngàn, trăm ngàn á, hoặc là Tết các bạn lên chợ và bán cái mai để bàn mà loại nhỏ nhỏ mini, các bạn để cái phân biệt của cái gốc á. Nếu mà gốc nhớt là cái gốc mà nó dính liền như cái gốc này nè các bạn, cái gốc này nè mà 100-100 mấy ngàn là gốc nhớt. Nếu mà loại đó gì gốc nhớt nó chỉ bằng cái đầu đũa này thôi, đủ ăn này, cái thứ đó mà bạn còn trồng được nha, leo nghe lên trên vài cái bông khoảng chừng 10 bông 10 mấy bông thôi chứ không có nhiều đâu, nhỏ nhỏ vậy nè, nói chung nhỏ vậy thì quá, nó lớn cũng khoảng ngón tay út mình nha, chứ không phải nhỏ vậy á, là cũng khoảng 100 mấy ngàn, 100 mấy 200 ngàn chậu á, là cái đó cũng khoảng được 2 năm. Còn loại nhỏ nhỏ vậy thì bán 100-100 mấy ngàn, lớn hơn này một tí, mà cái đó ít ai đem ra chợ bán các bạn, tại nó nhỏ quá bán người ta không có lời, cũng ở đây lấy lắm, chỉ có cái loại 100-100 mấy ngàn mà gốc nó cũng tương đối lớn, như lớn dày có nè, lớn cái này còn lớn hơn cái gốc á, đó là ghép gốc thường nha các bạn. Mấy gốc mai đó thường thường là người ta đào hoặc là người ta nhổ dưới đất lên á, rồi ta ghép hàng loạt đầu năm ghép là cuối năm bán, cái đó rất là mau nha. Chứ gốc nhớt hiếm khi nào mình thấy mà ai đem ra tới chợ bán mà trong vòng dưới 2 năm tuổi lắm, trung bình từ 3 năm tuổi người ta mới đem ra chợ người ta bán, chứ khoảng 2 năm tuổi cũng ít người đem đi rồi, chứ đừng nói chỉ là mới có 5 tuổi. Cái gốc nhớt thì nó lợi hại được ở chỗ là các bạn trồng nó sẽ có củ vậy nè, nó càng ngày nó càng lớn nha các bạn. Để bữa nào mình quay cái gốc nhớt mà trồng này được khoảng gần 20 năm cho các bạn coi, của nhà chú mình thôi chứ mình không phải đây. Cái gốc nó to ra vậy nè, càng ngày cái củ nó càng bự y như một cái củ sứ nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Cái gốc này Tết mình tiếc mình bán, không bán là để lại này chứ không phải là gì đâu, để lại có 2 gốc thôi, gốc này gốc kia, cực kỳ đẹp lắm, gốc nào cũng có củ như vậy nè. Tại nó cái gốc này bình thường là nó trộn chung, tại mình mua đám mà các bạn, nó trộn chung ở trong đó cho nên có mấy gốc cũ đẹp này, chứ bình thường cái gốc này không đi mua rất là mắc chứ không có rẻ nha. Mấy cái cũ mà tròn tròn vậy nè, mà giá mà gốc cỡ này thì nói thiệt chứ các bạn nó cũng không rẻ đâu. Các bạn hay lên chợ mua mai, mà mua mai để bàn á, mà nhiều người thắc mắc hỏi sao mai nhỏ mà mắc á, sao mình chỗ giá chỗ kia bán 100 mấy ngàn chậu, hay là 100 ngàn chậu, hay là 200-300 ngàn chậu, của chỗ bán 500-700, của chỗ bán 1 triệu, thì các bạn sai lầm chỗ đó nha. Các bạn để cho mình cái gốc này nha, mình bán đúng ra cái clip này tính mình cũng không chia sẻ gì gốc nhớt, nhưng bán năm nào ai cũng hỏi cái gốc nhớt là lý do sao gọi là gốc nhớt, gốc thường là gốc sao. Mình thì gốc thường cũng có bán mà gốc nhớt cũng có bán, gốc thường thì rẻ, gốc chà bá bằng cổ tay nha, bán có 200 ngàn đó. Còn cái gốc nhớt như cái gốc này nè, nó nằm giá tới 700-800 ngàn chứ không có rẻ. Chiều cao của cái này khoảng nửa thước thôi chứ không nhiều, tại tàn nó phủ ra nè, những cái gốc dưới thì các bạn coi nó bay lớn nha nè, không nó lớn, cái gốc này không lớn nhiều, quan trọng cái củ này nó lớn nè. Cái củ này nuôi càng ngày càng lớn, các bạn nuôi, nếu các bạn đi hỏi hết cái người mà nuôi mai lâu á, hỏi người ta coi cái gốc nhớt nuôi mà được có củ rồi, nuôi trong bao lâu mới có củ, và nó nuôi hồi mới thì là các bạn thấy nó nuôi mau, mới ghép vô á thấy nó sống khỏe rồi á, lên bông nhìn thấy liền thân đẹp, nhưng khi các bạn nuôi tới có củ thì là cực kỳ lâu chứ không phải là mau.
Gốc này thì mình không biết chính xác là bao lâu, nhưng mình đoán chừng phỏng phỏng nó khoảng 7 năm thôi chứ không có dưới từ 7 năm trên. Tại gốc này là nói chung mai mai mini bonsai này là đa số là mình đi mua không à. Mình mua về thấy gốc nào đẹp mình tuyển lợn mình nuôi. Nuôi năm sau Tết lên chợ bán tiếp. Chứ không có gì khác hết trơn á. Thì mỗi năm nào mình cũng lấy về mình bán hết trơn á. Chứ nói thiệt với các bạn này mà trồng đem ra tới chợ bán là bán gốc vài trăm ngàn nó thiệt, chứ trồng số lượng nhiều mới có ăn, chứ trồng ít không có ăn đâu nghe các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Cái clip này hôm nay mình chủ yếu là giới thiệu với các bạn cái loại mai gốc nhớt và loại mai mai ghép gốc nhớt và mai ghép gốc thường nha các bạn nha. Nó khác nhau ở chỗ nào nha, và cách phân biệt nó và giá trị nó ở chỗ nào nha các bạn nha. Đó, chỉ đơn giản có như đó thôi. Còn hôm khác mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép gốc nhớt mà ra dần dần gốc này gốc nhớt gốc thường và rất nhiều cách ghép nha các bạn. Nhưng mà ghép thì cũng phải chờ có bo mình mới ghép được nha. Có bo giờ có mai phôi nha. Tháng này thì giờ có phôi thì có đó, nhưng mà phôi bo thì lại không có nha các bạn. Phôi thì dễ kiếm hơn, còn bo thì tháng này các bạn coi nó mới phúng vậy nè. Đó, đa số nó mới phúng kiểu này không à, có lớn thì nó cũng cỡ này thôi nha các bạn. Lấy bo bo đầu ghép, bo mà ghép tốt nhất là tháng 6 nha các bạn. Tháng 6 là có bo nhiều nhất. Đây nữa nè các bạn, cho các bạn coi gốc này gốc thường nè các bạn. Tóc này lâu lắm rồi nha. Đây mai này, mai cái gốc thường này không phải cái gốc nhớt nè. Đó, các bạn coi nó lên nó xung đột cỡ nào, lên thì lên cái thân nó cũng không bao giờ phù qua cũ nè các bạn. Coi nó bây giờ phù cũ không, gốc này 10 năm rồi chứ không phải ít, hơn 10 năm rồi các bạn, 10 năm mấy à. Hầu như nó lớn rất là ít, hồi xưa thì nó mới lớn vậy nè, nuôi riết được mới lớn nhưng mà nó không có phù cũ nè. 10 năm 10 mấy năm gốc này mình nuôi lâu lắm rồi đó. Mình nuôi mà dục ở nhà ông chú dưới á, mới lấy về thôi, dục riết mà nó mục luôn cái thân nè các bạn. Đó, bỏ dưới mà ổng bỏ ổng trồng kiểu làm sao mà không hiểu làm sao mà càng ngày càng tệ như vậy nè. Lấy không nổi về mình mới đôn lại nè, mới đôn làm phân làm rễ, chặt rễ bỏ rễ hết nè. Vũ này giờ là vũ rễ luôn á, vũ bầu luôn chứ không phải là ấy không nè các bạn. Coi vũ bầu nay đừng nó bung rồi nè, thấy không. Nhưng mà nó các bạn coi nó không bao giờ nó lớn được như cái gốc nhớt hết á, mà cũng không đẹp. Cái gốc này nó mười mấy năm rồi, mười mấy năm mà có bị lớn vậy, nhỏ hơn cái cũ của cái gốc nhớt này 7 năm nha các bạn ha. Nhưng mà được cái trên đây ảnh liền nè, mai mà bạn ghép mà liền thì tới trên đây thì nó cũng lâu lắm chứ phải mau nha. Dù ghép gốc thường nha, gốc bứng á. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, video của mình tới đây cũng kết thúc nha. Nếu các bạn thấy video hữu ích nhớ cho mình một like và nhớ chia sẻ video giúp mình nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ và đừng quên bấm vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo những video mới nhất trên kênh của mình nha các bạn nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.